Sau nhiều ngày, báo Sài Gòn Giải Phóng đăng thông tin phản ánh của một đứa khách hàng về việc ô tô liên tục tắt máy sau khi đổ xăng tại cửa hàng xăng dầu Xuân La trên đường Võ Trí Công, quận Tây Hồ, Hà Nội và đề nghị Cục Quản lý Thị trường Hà Nội vào cuộc. Đến nay, cơ quan chức năng vẫn chưa có phản hồi. Vụ việc xảy ra vào ngày 1 tháng 9, sau khi đổ xăng tại cây xăng trên, ô tô của chị này cứ chạy khoảng 2-3 km, lại tắt máy, tổng cộng 5 lần. Cho đến khi đưa được tới gara, kỹ thuật viên của gara khẳng định sự cố không phải do xe mà do xăng có vấn đề. Chị này cho biết, trước đó cũng từng đổ xăng tại một cửa hàng khác trên đường này và cũng bị tương tự. Nhưng khi đổ xăng tại cửa hàng của Petrolimex thì xe chạy bình thường. Trên mạng xã hội, nhiều người cũng phản ánh tương tự khi đổ xăng trên tuyến đường này. Ngay khi nhận được phản ánh, sáng ngày mùng 2 tháng 9, phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng đã gọi cho đường dây nóng Cục Quản lý Thị trường Hà Nội để thông báo và đề nghị cơ quan quản lý thị trường vào cuộc. Nhưng một ngày sau, ngày 3 tháng 9, đội quản lý thị trường số 9 mới điện thoại cho phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng để hỏi thông tin. Đến chiều ngày 5 tháng 9, phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng tiếp tục phản ánh sự việc tới Tổng Cục Quản lý Thị trường để sớm làm rõ. Nhưng đến 7 đến 9, Người tiêu dùng và báo Sài Gòn Giải Phóng vẫn chưa nhận được thông tin phản hồi từ lực lượng quản lý thị trường.